chi trong tim ta muôn ngàn lớp sóng như sâu vào nhau, cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu. Sống bao đêm âm u chợt thấy cuộc sống cho ta hồi sinh, và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan trong gai nào có can bước chân ta vượt qua. Như con sông khi trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dâng cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha từ trái tim ta, còn mang khát khao cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng, được đến tương lai đẹp như giấc mơ. Dù lắm trong gai mà ai có ngờ, nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khát khao. Trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan trong gai nào có cạn bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sông xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha từ trái tim ta, còn bao khát khao cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng, đường đến tương lai đẹp như giấc mơ. Dù lắm trong gai mà ai có ngờ, nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khát khao. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha từ trái tim ta, còn bao khát khao cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng. Chọn một niềm tin khát khao. Xin cảm ơn tiết mục ca múa Niềm tin khát khao sáng tác của nhạc sĩ Dương Hùng và Minh Quân, qua phần trình bày của nhóm V Music, các em thiếu nhi cùng vũ đoàn Lily. Xin cảm ơn các bạn. Và tiết mục vừa rồi cũng đã chào đón tất cả chúng ta đến với buổi lễ đầy ý nghĩa, lễ tuyên dương cho học bổng tiếp sức đến trường và giao lưu nghệ thuật với chủ đề Nghĩa tình phương Nam, dành cho 219 tân sinh viên của 11 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đến với giảng đường đại học cao đẳng được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Học bổng thuộc chương trình Vì ngày mai phát triển lần thứ 477 của báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ, Đài phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình thành phố Cần Thơ. Tổng kinh phí cho học bổng cho các tân sinh viên vượt khó của 11 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm nay hơn 2 tỷ 200 triệu đồng được trích từ giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, VTV9 Đài truyền hình Việt Nam, Công ty Golf Long Thành và báo Tuổi Trẻ tổ chức. Kính thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ trao học bổng hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu
Sự hiện diện của ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Quốc Phong, trưởng ban tổ chức giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường. Xin giới thiệu sự hiện diện của ông Ngô Văn Đông, tổng giám đốc công ty phân bón Bình Điền, phó ban tổ chức giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Lư Thị Ngọc Anh, phó bí thư Thành đoàn Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nhà báo Bùi Thanh, tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Cùng đại diện các sở ban ngành của thành phố Cần Thơ, các thành viên ban tổ chức và nhà tài trợ cho giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành đoàn, báo, đài phát thanh, truyền hình. Đặc biệt là sự hiện diện của 219 tân sinh viên của 11 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo đến dự và chung vui với chương trình. Vâng, một lần nữa thì Bích Ngân và Minh Đức xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã tài trợ chi phí tổ chức cho chương trình. Và chúng tôi cũng xin được chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho các bạn tân sinh viên. Kính thưa quý vị, truyền thống hiếu học không ngừng nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, để có thể vươn đến một tầm cao mới cùng với tinh thần yêu thương, sẻ chia, đùm bọc, nâng đỡ các bạn tân sinh viên của cộng đồng. Tất cả những điều ấy đã hòa quyện lại với nhau để tạo nên một chương trình học bổng tiếp sức đến trường hết sức là ý nghĩa và đặc biệt. Và để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chương trình này, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phóng sự ngắn sau đây do phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện ghi nhận về hành trình của học bổng tiếp sức đến trường. Kính mời quý vị. Mười mấy năm nay, mái nhà nhỏ liêu xiêu giữa vùng đồng trũng Tháp Mười của ngoại là nơi đã nuôi nấng cô bé Võ Thị Ngọc Sen khôn lớn nên người. Cha mẹ ly hôn rồi bỏ đi khi Sen chưa đầy nửa tuổi. Một mình ngoại tần tảo sớm hôm chăm sóc cho cô cháu gái từ lúc còn ẵm ngửa trên tay. Nhà ngoại nghèo, sức lại yếu, chỉ có thể làm những việc lặt vặt kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Lớn lên trong thiếu thốn đủ bề, nhiều lúc Sen cũng buồn tủi vì còn mẹ còn cha mà phải một mình côi cút. Nhưng rồi nhìn ngoại ngày càng già yếu, Sen biết mình phải mạnh mẽ, phải nhanh chóng trưởng thành để đền đáp tình thương của ngoại. Đó là câu chuyện về tân sinh viên Võ Thị Ngọc Sen ở vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp mà những người làm chương trình đã ghi nhận 3 năm về trước khi cô chuẩn bị nhận học bổng tiếp sức đến trường. Giờ gặp lại Sen, cô gái đồng bưng năm nào vẫn vẹn nguyên nét chân thành chất phác, nhưng đã trưởng thành tươi vui và hoạt bát hơn hẳn. Thật sự cái thời điểm đó để mà học được đến lớp 12 đã là cả một sự nỗ lực, và vào đại học cũng có thể nói là một điều không tưởng nếu như mà không có sự giúp đỡ từ phía các quỹ học bổng dành cho em. Và còn nhiều lắm những câu chuyện, những mảnh đời nghèo khó khiến chúng tôi, những người làm chương trình, không khỏi ngậm ngùi, không khỏi xót xa. Chúng tôi cũng không thể nào quên những hành động thật đáng trân trọng của các thầy cô giáo, cũng như bạn đọc gần xa đã viết thư gọi điện đến chương trình kể về những hoàn cảnh éo le khổ tận, với mong muốn cùng chúng tôi gỡ nút thắt cuộc đời cho các tân sinh viên. Học bổng tiếp sức đến trường do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2003 với sự đồng hành của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và bạn đọc từ mọi miền đất nước. Qua 15 năm đã dành ra gần 96 tỷ đồng để trao hơn 16.000 suất học bổng cho tân sinh viên khó khăn.
Năm 2018, báo Tuổi Trẻ tiếp tục trao khoảng 1.350 suất học bổng, tổng trị giá hơn 15,5 tỷ đồng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng và trường hợp đặc biệt là 15 triệu đồng hỗ trợ từng sinh viên trong cả nước. Chương trình duy trì và phát triển trong 16 năm qua là nhờ sự đồng hành hỗ trợ của rất nhiều các đơn vị, các cá nhân trong và ngoài nước. Và đây là sự lan tỏa của những tấm lòng, những tình cảm trao cho các em tân sinh viên còn gặp khó khăn, một niềm tin, một cơ hội để tiếp tục con đường học vấn. Và mong rằng sau này khi các em thành đạt, nếu có cơ hội, các em hãy quay trở lại, tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho chương trình để có thể giúp đỡ được những bạn tiếp theo cũng như các em hôm nay. Đồng bằng sông Cửu Long được mệnh danh là vựa lúa của cả nước và cũng là khu vực dẫn đầu về sản lượng nuôi trồng, khai thác nông lâm thủy hải sản. Đây cũng là nơi có nguồn nhân lực dồi dào, cung cấp lao động cho các khu công nghiệp trong cả nước. Cùng với những đặc thù đó, các tỉnh miền Tây cũng là nơi chịu nhiều áp lực về dân số, việc làm, cũng như những bất cập trong sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa và đặc biệt là những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây. Những yếu tố này đã tác động không nhỏ đến đời sống của một bộ phận dân cư, trong đó có hàng trăm tân sinh viên đang có mặt tại hội trường này. Và từ thực tế đó, những năm qua, cùng với hành trình tiếp sức đến trường trong cả nước, chương trình tiếp sức đến trường đã dành sự quan tâm đặc biệt cho tân sinh viên khó khăn trong khu vực. Từ các nguồn tài trợ của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và bạn đọc gần xa, nổi bật là công ty cổ phần phân bón Bình Điền, công ty Vinacam và đặc biệt là giải góp tiếp sức đến trường. Từ năm 2009 đến 2017 đã cấp gần 1.800 suất học bổng cho tân sinh viên khó khăn tại 12 tỉnh trong khu vực, chưa kể hàng trăm suất đã được trao tại Tiền Giang. Học để biết, học để làm, học để khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế của vùng đất, từ đó thoát khỏi vòng lẩn quẩn của cái nghèo. Và những tân sinh viên đã được tiếp sức những năm qua cũng như hôm nay sẽ là đầu tàu, là cỗ máy để kéo con thuyền giáo dục của vựa lúa miền Tây thoát khỏi vùng trũng và giáo dục của cả nước. Quý vị, 16 năm qua, học bổng tiếp sức đến trường đã trở thành chương trình nối tiếp yêu thương, đùm bọc nâng đỡ hàm dạng tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện ước mơ đến với giảng đường đại học cao đẳng. Chương trình ngày càng lan tỏa, tạo nên một bức tranh thật đẹp trong cuộc sống. Và sau đây xin được trân trọng kính mời nhà báo Bùi Thanh, tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, đơn vị có sáng kiến và chủ trì học bổng tiếp sức đến trường lên phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Thưa đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Kính thưa đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thưa các anh chị lãnh đạo tỉnh thành đoàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa các vị mạnh thường quân và các em tân sinh viên thân mến. Hôm nay thì Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao học bổng tiếp sức đến trường. Thay mặt cho ban biên tập báo Tuổi Trẻ, thay mặt các ban tổ chức, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị khách quý và đặc biệt những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn tân sinh viên. Kính thưa các vị khách quý, các em thân mến, học bổng tiếp sức đến trường là một cái học bổng hết sức đặc biệt. Ra đời cách đây 15 năm, đó là năm 2003. Lúc đó tôi là tổng thư ký tòa soạn. Một phóng viên ở Quảng Trị đã chuyển cho tôi một bài viết về một câu chuyện của một em đậu ba trường đại học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đủ khả năng để vào học. Câu chuyện đó đã được đăng trên báo và nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ thì em đó đã được đến trường. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, thế cái mùa khai giảng như thế này, còn bao nhiêu em không thể đến trường? Câu trả lời là quá nhiều. Thế chúng tôi quyết định phải làm cái gì đó để thay đổi câu chuyện này. Với tư cách là một cái tờ báo của Tuổi Trẻ, tờ báo của Đoàn Thanh niên, chúng tôi quyết định sáng lập, đề xuất một chương trình học bổng mang tên là
tiếp sức đến trường. Và dần dần, chương trình đã phát đi một tuyên ngôn rất mạnh mẽ và rõ ràng. Không để bất cứ một tân sinh viên nào vì nghèo khó mà phải dừng bước trước cổng trường đại học. Và 15 năm qua, chúng tôi cùng đồng hành là những vị mạnh thường quân, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng chúng tôi đi qua một chặng đường 15 năm như thế. Và đặc biệt là công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đặc biệt là ông Lê Quốc Phong, cái người đồng hành suốt nhiều năm qua với tư cách là một người con quản trị của cái mảnh đất đã có cái học sinh đầu tiên cho cái chương trình này. Các bạn tân sinh viên thân mến, học bổng 10 triệu hay là 15 triệu không phải là nhiều, nhưng đó là cái phần chăm sóc, hỗ trợ, quan tâm của cộng đồng dành cho các em. Và chúng tôi tiếp sức để các em vượt qua được cái năm đầu tiên của đại học. Cái con đường của các em phía trước còn rất là nhiều gian nan. Các em phải nỗ lực hơn nhiều, mạnh mẽ như chúng ta đã từng mạnh mẽ, để mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Đừng có tự ti hay là mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình của mình. Và các bạn đừng có tin vào số phận. Hãy thay đổi số phận. Hãy thay đổi nó. Vì tương lai của các bạn, của gia đình các bạn và tương lai của đồng bằng sông Cửu Long. Và cái con đường phía trước các bạn chắc chắn sẽ còn nhiều cái khó khăn. Nhưng mà tôi hy vọng, chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ luôn giữ vững cái khát vọng của mình về ngày mai. Luôn giữ vững cái niềm tin về cái lòng tốt và cái sự tử tế ở đời. Để mai này các bạn thành đạt, các bạn sẽ quan tâm đến những đứa trẻ nghèo khó ở miền Tây này, và các bạn sẽ hành xử, hành động như chúng tôi đang làm. Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các tỉnh thành đoàn, đài truyền hình thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện cái chương trình này. Và đặc biệt xin chân thành cảm ơn các vị mạnh thường quân, công ty cổ phần phân bón Bình Điền, ban tổ chức giải góp gây quỹ tiếp sức đến trường, và các vị mạnh thường quân khác đã cùng chung tay và hỗ trợ, cùng đồng hành để mà chương trình đã đi qua được 15 năm và đạt được thành quả rất là đáng khích lệ. Xin chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn nhà báo Bùi Thanh, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, chương trình học bổng tiếp sức đến trường luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo các địa phương. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ có đôi lời phát biểu cùng chương trình. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý đại biểu và các em sinh viên thân mến, chúng ta đang có mặt tại đây để cùng thực hiện một công việc hết sức có ý nghĩa, trao học bổng tiếp sức đến trường cho các tân sinh viên khu vực miền Tây Nam Bộ vừa mới trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Các em hội tụ về đây, mỗi em một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung nghị lực phi thường để vượt qua khó khăn để hoàn thành sứ mệnh học tập của mình. Cho phép tôi gửi tới các em lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Tôi được biết trong số 219 sinh viên có mặt trong hội trường hôm nay có nhiều em có hoàn cảnh rất đặc biệt. Có bạn sớm mồ côi cha mẹ phải bươn chải bằng đủ nghề như phục vụ quán ăn. Có bạn vừa học vừa làm, vừa chăm sóc mẹ bệnh ngặt nghèo. Có bạn đến ngày nhập học vẫn phải đi Bình Dương để kiếm tiền, nhưng vẫn không đủ tiền để đóng học phí, suýt phải từ bỏ ước mơ của mình.
Thậm chí có bạn đậu đại học liên tục 2 đến 3 năm vẫn không đến giảng đường vì không có đủ tiền. Dù khó khăn như vậy, nhưng tất cả các bạn đều nỗ lực vượt qua để tiếp tục sự nghiệp học tập của mình, không đầu hàng số phận. Tôi xin ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực đó của các em. Kính thưa quý đại biểu và các em tân sinh viên thân mến, việc tiếp sức kịp thời của báo Tuổi Trẻ và các đơn vị phối hợp tổ chức tài trợ đã trao thêm cho các sinh viên niềm tự hào về sự nỗ lực trong học tập, về ý chí vượt khó, trao thêm cơ hội để một ngày thật gần các bạn sẽ trở thành những kỹ sư, những bác sĩ, những cử nhân giỏi, tạo ra của cải vật chất cho xã hội và có thể vững vàng gánh vác cuộc sống của gia đình mình. Tuy giá trị của mỗi suất học bổng chỉ là hỗ trợ nhỏ cho chuỗi ngày gian khó phía trước, nhưng ý nghĩa mà mỗi suất học bổng mang lại cho các em lớn hơn rất nhiều. Đó chính là sự gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia ân tình. Đó cũng chính là những thông điệp gửi tới các bạn, là động lực để các bạn tiếp tục bền chí vượt qua nhiều khó khăn trong những ngày học ở trường cũng như trong quá trình lập nghiệp sau này. Tôi tin rằng chính các bạn được hỗ trợ hôm nay, mai kia sẽ góp tay cùng tiếp sức cho đàn em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục hoàn thành ước mơ như các em đã được nhận trong ngày hôm nay. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận sự đóng góp của báo Tuổi Trẻ, của các nhà tài trợ đã kịp thời tiếp bước cho các em đến trường nhằm chung tay xây dựng nguồn nhân lực cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tôi cũng xin ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan doanh nghiệp đã bền bỉ đồng hành với báo Tuổi Trẻ thực hiện chương trình xã hội đầy ý nghĩa này. Sau cùng, một lần nữa, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các em tân sinh viên được nhận học bổng trong ngày hôm nay thành công rực rỡ trong quá trình học tập, trở thành những người có ích, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và rèn luyện trưởng thành sau này. Xin chúc sức khỏe tất cả quý vị, các bạn và các em tân sinh viên. Xin trân trọng, kính chào và xin cảm ơn tất cả. Xin trân trọng cảm ơn ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hành trình trên đất phù sa, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, cổ nhạc Hoàng Song Việt sẽ đưa chúng ta đi khắp các vùng đất miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long, nơi đã sản sinh ra và nuôi nấng các bạn tân sinh viên vượt khó học tốt đang hiện diện nơi đây. Các khúc sẽ được nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ Thu Vân trình diễn. Mời quý vị cùng thưởng thức. Trong bình minh chân cô đơn áo phong sương hành trình Long An mộng qua mi thò xuôi về Gò Công tiếng giang ngũ ngang như một tấm thảm lúa vàng thương em tôi áo đơn sơ bà ba trên lưng trâu nước da nâu mặn mà xa đẹp duyên tháp mười muôn đời tao tận vui cười quất cây bè nổi tiếng ngọt ngây ai ăn rồi nhớ mai miền tây ngon
bao đời bao thế hệ. Phù sa ơi đầm đá hương quê, phù sa ơi đầm đá hương quê. Từ phố thị phồn qua tôi trở về đây thăm miền Tây, qua những nẻo đường phù sa quê hương tôi đây, những tháng năm thơ ấu vẫn đọng mãi trong tôi một tình cảm chân thành. Từ thành phố Long An xuôi về tận sông Tiền, một tấm thảm lúa vàng sông mơ đón bước chân người trở lại đất quê xưa. Một cuộc hành trình đơn độc bước phong sương mà lòng lữ khách nghe mến thương vào giác. Ở tận đằng xa đám một đồng đang ca cho cây lúa tháp mười sóng quằn bóng thơm ngát.
Sóc Trăng. Điều lâm thôn hát dù cây đẹp tình, về Bạc Liêu nghe ai hát cải lương. Ôi thương qua sáu câu đờn dòng cổ, xin được cảm ơn những giai điệu rất là mượt mà, rất là ngọt ngào mà ca sĩ Lê Tứ và Thu Vân vừa mang đến cho tất cả chúng ta trong ca khúc vừa rồi, Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Kính thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi một mùa tuyển sinh đại học cao đẳng thì ban tổ chức chúng tôi lại nhận được rất là nhiều những câu chuyện về nghị lực vượt khó vươn lên của các bạn trẻ, rất là đáng khâm phục và cũng không kém phần xúc động. Có bạn thì không còn một người thân nào cả, phải sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Có bạn thì không được sống trọn vẹn trong tình thương của cha mẹ. Còn có bạn thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, không còn ai cả và phải tự bươn chải mưu sinh kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên trong lòng các bạn vẫn luôn nuôi một cái khát khao, một cái ước mơ cháy bỏng, đó là được bước chân vào giảng đường đại học. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây để có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện vượt khó của các bạn tân sinh viên. Phóng sự do phòng truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện. Trong tận cùng gian khó, hai bạn tân sinh viên trong câu chuyện sau đây vẫn chưa bao giờ thôi nguôi ước mơ về một ngày mai tươi sáng bằng con đường học tập. Bà mất sớm, mọi lo toan dồn lên vai người mẹ. Hằng ngày bà đi bán vé số nhưng không dám lấy nhiều vì sợ bán không hết. Người mẹ táo tần phải lo toan từng đồng, thà lấy ít một chút, bán xong thì về ghé qua chợ gần nhà rửa thau rửa chậu cho mấy chị bán cá kiếm thêm 20-30 ngàn, còn hơn lấy nhiều gặp bữa ế dư ra vài tờ vé số thì kể như hết lời. Thương mẹ táo tần, từ những năm học cấp 2, Luân đã đi dạy kèm tại nhà cho nhiều học sinh lớp dưới. Bữa nào có ai kêu đi bưng bê, chạy bàn đám tiệc, em lại mừng rơn. Được bao nhiêu tiền đem về cho mẹ. Thu nhập ít ỏi nên bữa cơm thường ngày của hai mẹ con cũng thật giản đơn. Dẫu vậy, cậu học trò nghèo hiếu thảo luôn đạt thành tích cao trong học tập, với nhiều giải thưởng cấp thành phố ở các môn toán và vật lý. Ngày Luân trúng tuyển vào ngành kỹ thuật xây dựng trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, hàng xóm ai cũng thấy vui, nhưng hai mẹ con cứ lo nơm nớp. Biết là quá khó để cho con vào đại học, nhưng người mẹ táo tần như người đuối nước vớ được chiếc phao khi một người hàng xóm tốt bụng cho mượn tiền để con bà đóng học phí. Mới đóng được rồi vô nhập học á, là đóng cho nó hết 6 triệu, nhưng mà không có kêu nó là phải lo trả, nói con cứ an tâm học đi, chừng nào ra trường có việc làm thì trả lại thứ 7, không có sao chứ. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Câu chuyện của nữ sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ở Cần Đức, Long An là điều minh chứng cho câu tục ngữ ấy. Mình lúc đó nó cực thiệt, nhìn nhanh vô nó cực lắm, quá trời đồ luôn. Nặng nữa, cũng quen, làm như chừng mấy tầng là mọi thứ quen hết rồi. Làm nó lại ăn. Hơn 10 tuổi đầu, cô bé Hạnh đã lao vào công việc không chút ngại ngần. Từ đó cho đến hết năm học lớp 12, ngoài thời gian ở trường, em lại ra tiệm tạp hóa trong chợ Cầu Xây, cách nhà mấy cây số để phụ việc, kiếm thêm ít tiền phụ cha mẹ nuôi. Có hôm em phải thức dậy từ lúc 4-5 giờ sáng.
Cái nào em làm cũng được á, không không cần thiết là nhẹ nhàng. Những chuyện tiền ông làm em làm đến được với người ta thôi. Lao động vất vả nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy Hạnh buồn, mà trái lại em luôn mạnh mẽ. Có lẽ ý chí sinh tồn của một đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ khi mới 3 ngày tuổi đã hun đúc cho Hạnh tinh thần tự lập. Điều may mắn bù lại là em đã được ba mẹ nuôi thương yêu, hết mực lo lắng cho em. Cũng vì lẽ đó mà cô học trò nghèo càng quyết tâm học, học để thoát nghèo, học để có điều kiện báo đáp công ơn cha mẹ và những người hàng xóm đã cưu mang cho mình. Bắt đầu từ cấp 2 em nói là phải cố gắng học lên chứ không học không giải quyết được gì. Và em đã quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực, chạm đến ngưỡng cửa đại học. Em nói số tiền dành dụm từ việc phụ bán hàng ở chợ trong gần 10 năm qua, từ 10.000 đồng mỗi ngày hồi mới đi làm cho đến trước hôm lên trường làm thủ tục nhập học là 120.000 đồng, giúp em có thể tạm xoay sở trong những ngày đầu ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi đã ổn định chỗ ở, em sẽ tìm việc làm phù hợp để trang trải cho 4 năm đại học. Đồng đưa trên chiếc võng, nghe những tâm sự của cô con gái, người mẹ nuôi thoáng nở nụ cười mãn nguyện. Nhưng rồi bà lại đưa mắt nhìn xa xôi. Dẫu biết đường đến giảng đường vẫn còn lắm khó khăn, nhưng ngọn lửa hiếu học của Mỹ Hạnh, của Minh Luân và nhiều tân sinh viên phải sớm lao động để mưu sinh trên vựa lúa miền Tây thì chưa bao giờ tắt. Theo dõi hình ảnh của hai trong số 219 tân sinh viên của 11 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và trên sân khấu giờ đây thì đó là hai tấm gương đó mà chúng ta vừa theo dõi qua đoạn clip, đúng không ạ? Đó là em Trần Minh Luân. Trần Minh Luân là tân sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng của Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và Luân đã đoạt giải khuyến khích cấp thành phố môn toán máy tính cầm tay cấp trung học phổ thông. Đồng thời thì Luân cũng đã đoạt giải khuyến khích cấp thành phố Phi Olympic môn vật lý trên mạng nữa. Đồng thời Luân cũng là học sinh giỏi 3 năm liền trung học phổ thông đấy quý vị. Thưa quý vị, còn ngồi bên cạnh Bích Ngân đây, chắc là chúng ta cũng đã biết rõ là em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, tân sinh viên ngành quản lý tài nguyên và môi trường, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, đến từ huyện Cần Đức, Long An. Và có lẽ là câu hỏi trước tiên thì chị xin được hỏi thăm Mỹ Hạnh trước nhé. Trong cái hồ sơ mà gửi về học bổng cả hai em thì chị được biết là chúng ta đều là học sinh giỏi liên tục nhiều năm liền, đúng không? Là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường dự thi cấp tỉnh, thành phố. Và hôm nay thì cả hai bạn đều đã bước vào một cái cột mốc mới của cuộc đời mình. Đó là chọn một cái lối rẽ, một cái nghề nghiệp cho tương lai. Và có thể nói là cái việc mà chọn nghề nghiệp cho tương lai là một cái việc rất là quan trọng. Bởi vì không chỉ chúng ta tìm một cái công việc để mang đến thu nhập cho chúng ta, mà nó còn là một trong những cái yếu tố quyết định sự thành công cho tương lai, là cuộc sống của chúng ta sau này. Cho nên là phải cân nhắc, phải lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Thế thì có thể chia sẻ với chị và quý vị khán giả được biết là lý do vì sao mà em lại chọn ngành nghề này, có ai tư vấn hay là định hướng cho em hay không, và em yêu thích những cái điểm nào ở cái ngành nghề mà em đã chọn? Dạ chị, em chọn ngành quản lý tài nguyên môi trường vì em thích cái ngành này, và vì môi trường là một trong những phần rất là quan trọng của cuộc sống hiện nay, cũng như là em nhìn thấy được những cái sự ô nhiễm. Em muốn học về ngành này để mình có thêm về những kiến thức để mình cải thiện lại môi trường và làm cho môi trường mình trong sạch hơn. Vâng, xin được cảm ơn Mỹ Hạnh. Thế còn với Minh Luân thì như thế nào? Dạ, lý do em chọn ngành kỹ thuật xây dựng là do em rất yêu thích cái ngành xây dựng, và em nghĩ là ngành đó nó phù hợp với bản thân của em, và em ước mơ sau này có thể xây kiến tạo được nhiều ngôi nhà lớn để phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Và một ước mơ nhỏ nhỏ của em đó là em ước mơ xây dựng một ngôi nhà mới cho mẹ của em.
Rất là tiếc thực đúng không ạ? Không biết là cảm xúc của hai em, cảm xúc của Luân nè, hỏi Luân trước nè, cảm xúc của mình khi là một còn học sinh cấp 3 mà bây giờ là bước vào giảng đường đại học rồi, là một tân sinh viên rồi, thì cảm xúc đó nó khác với thời phổ thông như thế nào hả Luân hả? Khi mà bước vào giảng đường đại học trước một cái gọi là hoành tráng của cái đại học, em cảm thấy rất là bỡ ngỡ và trong đó có nhiều cái lo lắng. Và em cũng tự hứa là sẽ cố gắng hòa nhập với môi trường mới, với cộng đồng mới để có thể học tập tốt trong 4 năm đại học của em. Cái ngày đầu mà bước vào trường á, thì cái ngày đầu gặp gỡ các bạn tân sinh viên khác như mình á, đứng trước một cái giảng đường khoảng cấp 3 là một lớp học phổ thông như mình bình thường á, cảm xúc cô Luân thấy sao? Dạ, em rất là hồi hộp và lo sợ tại vì em không có quen biết bạn nào trong lớp hết. Em cũng cố gắng để giao lưu, để làm quen với các bạn để có thể giúp ích được trong học tập của em. Vâng, những cái mong muốn ngày nào giờ đây của mình đã trở thành hiện thực rồi, đã trở thành một tân sinh viên, được học đúng cái ngôi trường mà mình hằng mong ước đúng không? Đúng cái nguyện vọng, cái khao khát của mình thì quả là một điều rất là đáng vui mừng. Nhưng mà chị cũng biết là bên cạnh cái niềm vui đó thì các em còn những cái trăn trở, những cái lo âu về cái khoản chi phí để đóng học đầu năm đúng không nào? Vậy thì không biết là chúng ta đã có những cái dự tính gì cho tương lai, những cái tính toán để giải quyết cái bài toán kinh tế đó như thế nào trong suốt một cái khoảng thời gian dài về sau, trong cái quá trình học tập sau này? Dạ, là em dự định trong tương lai là khi mà ổn định được cuộc sống ở trên thành phố, em sẽ cố gắng đi tìm những công việc mà liên quan đến ngành nghề của em để sau này có thể có nhiều kinh nghiệm sau khi ra trường, và cũng có thể tìm kiếm được một số tiền để giúp em trang trải được cái sinh hoạt hàng ngày. Và em cũng cố gắng học tập thật tốt để nhận được học bổng của trường để giúp cho mẹ em giảm được tiền học phí. Với Luân thì chúng ta cũng có thể thấy là cũng khá là may mắn khi mà trong cái đoạn clip vừa rồi á, thì là có chia sẻ là có cái cô hàng xóm đã giúp cho Luân là vay cái số tiền là 6 triệu đồng để có thể đóng học phí đầu năm, đúng không ạ? Tuy nhiên đó chỉ là những cái giải pháp trước mắt thôi, và em cũng đã có được những cái dự định cho tương lai của mình để có thể duy trì được cái việc học cho mình thật là tốt nhất. Thế còn với Hạnh thì như thế nào? Tiền học phí đầu năm của mình bao nhiêu? Dạ chị, là tiền học phí đầu năm của em đóng là khoảng 6 triệu. Cũng 6 triệu. Dạ. Và em đã xoay sở cái số tiền đó như thế nào? Dạ, khi vừa thi xong trung học phổ thông quốc gia thì em đi làm, em gom từng ngày lại, và tới khi mà có báo trúng tuyển em đậu được trường là cái số tiền em làm trong thời gian đó đủ đem đóng tiền học trong học phí đầu. Thế thì khoảng thời gian sau này khi mà mình lên Sài Gòn học rồi thì cái công việc ở đây thì chắc là mình cũng không thể nào tiếp tục được nữa đúng không? Em có những cái dự tính gì chưa? Dạ, trước mắt là em sẽ đi đi về về và sắp xếp việc học như thế nào, và em sẽ mướn nhà trọ ở trển để ở và đi làm thêm, lo phần học còn lại, đỡ gần nào cho ba mẹ. Đi đi về về trong ngày, thưa quý vị, từ Long An mà đi thành phố Hồ Chí Minh đi về trong ngày thì hơn 60 cây số một ngày như vậy. Thời gian đầu có khó khăn với Hạnh không? Dạ, cũng khó, nhưng mà do ba mẹ thương khi vắng con ở nhà, rồi nhiều lúc ba mẹ khóc nhớ điện lên em cũng chịu không nổi, và nói là thời gian đầu con sẽ cố gắng đi về, nhưng mà sau con sẽ tập dần đi để cố gắng tiếp thu với môi trường mới. Phải nói là đây là một cô bé rất là giàu nghị lực. Em đi làm thuê ở cái chỗ này đã gần 10 năm rồi thưa quý vị. Ngay từ những ngày đầu tiên, cái ngày đầu mà em làm công việc này thì chỉ với cái mức lương là 10.000 đồng thôi. Và cho đến cái thời điểm bây giờ là đã tăng lên được là 120.000 đồng một ngày đúng không em? Rất là bền bỉ và kiên trì trong suốt 10 năm như vậy. Đi làm thuê, đi bốc phát, khiêng hàng cho cái chỗ bán rau củ đúng không? Chị có thể cảm nhận được là cái đôi bàn tay của Hạnh là đã chai sần hết rồi. Thấy những cái nốt chai ở trên cái bàn tay đây, bởi vì phải khiêng hàng mỗi ngày như vậy. Thưa quý vị, là Hạnh đi làm từ năm lớp 4, lớp 5 lận. Tức là khi mà mới vừa lớn thì cũng đã là biết đi phụ quán này quán kia, làm một công việc tay chân như vậy mà là con gái nữa thì gia đình chắc là cũng xót lắm. Đúng không? Cũng thương cho Hạnh. Nhưng mà khi nhận giấy báo trúng tuyển mình đậu đại học á,
Đó, cái cảm giác đó đó thì gia đình nào cũng mừng hết quý vị. Không hẳn là từ gia đình có điều kiện và cả gia đình là cũng không có điều kiện nhiều cho con học, nhưng mà mừng trước cái đã. Như là trong clip có nói là hàng xóm thì mừng lắm, như là trường hợp của Luân á, hàng xóm mừng lắm, nhưng mà gia đình thì mừng mà còn lo hơn nữa, đúng không ạ? Thì Hành có thể chia sẻ cái cảm xúc của gia đình mình khi mà hay tin em có được cái giấy báo trúng tuyển vào cái ngành học mà em đã chọn như thế nào? Dạ, ba mẹ rất là vui mừng khi biết tin em đậu vào trường đó. Rồi ba mẹ cũng sợ khi nếu mà con đậu được rồi, rồi sợ đến lúc mà tiền học phí ba mẹ lo không nổi. Rồi sợ giống như là con đã học, cố gắng học trên đây mà bây giờ bắt con nghỉ. Thì em rất là sợ. Thế thì còn Luân, gia đình lo như thế nào cho mình? Mình thấy cảm thấy là sự quan tâm của cha mẹ, sự lo lắng của cha mẹ đó, khi mà nhận giấy báo trúng tuyển á, Luân có thấy được cái điều đó trong mắt ba mẹ không? Dạ, khi mà nhận được giấy báo trúng tuyển thì mẹ em rất là vui. Nhưng mà em cảm thấy trong cái niềm vui của mẹ thì cũng có một chút lo lắng. Tại vì mẹ em có ý định là sợ lo không đủ nên định cho em không học tiếp đại học. Nhưng mà nhờ vào sự giúp đỡ của người hàng xóm đã, mẹ em đã cố gắng, mẹ em đã cho em học tiếp. Và khi mà em lên thành phố thì mẹ em rất là buồn, tại vì nhà có hai mẹ con mà em phải đi xa, mẹ em ở nhà. Em cũng lo lắng cho mẹ em, lỡ mà khi ở nhà mẹ em bị bệnh thì không có ai lo được cho mẹ của em. Trở lại với cái chi tiết trong đoạn clip vừa rồi thì có hàng xóm cho mượn để mà đóng học phí đầu năm học thôi, năm đầu tiên thôi, đó là một cái sự khởi đầu cũng đỡ lo cho mình. Cô cũng không có cần phải trả liền nữa, đúng không Luân hả? Yeah. Nhưng mà cái khoảng thời gian 4-5 năm trời ở đại học á thì nhiều cái phải lo lắm. Luân có cái dự định nào mà khi ở thành phố Hồ Chí Minh đi học rồi có định tương lai mình sẽ làm gì trong vòng 4 năm đó mà có cái chi phí mà trang trải không? Dạ, em cũng sẽ cố gắng tìm kiếm một việc làm phù hợp bản thân em và phù hợp với ngành nghề em học để có thể kiếm được tiền để phụ giúp cho mẹ em ở dưới quê. Có thể thấy là tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho con cái lúc nào cũng là vô bờ bến cả. Thời gian có thể làm thay đổi lòng người, tuy nhiên chỉ duy nhất tình cảm của cha mẹ dành cho con là không bao giờ có thể thay đổi được. Và với câu chuyện của bạn Mỹ Hạnh đây, thưa quý vị, thì em là con nuôi của ba mẹ thôi, nhưng mà rất là may mắn là Hạnh được sống trong một cái tình yêu thương đầy ắp của cả cha và mẹ nuôi dành cho em. Em có thể chia sẻ thêm về câu chuyện của mình? Dạ, chị là cũng giống như học mới đây là 14 tây tháng 9, em bắt đầu nhập học, học quân sự trước là nhà xa. Vì nhà xa nên trường nói là chắc ở lại nội trú. Em đêm đó sáng em dậy sớm em đi thì chỉ có ba biết là em đi học là ở trển thôi. Còn mẹ thì mẹ ngủ bên nhà kế bên nên em không dám đánh thức mẹ để mẹ ngủ thẳng giấc. Khi chị nhắn là ba nói mẹ là con lên trường con học, cuối tuần con mới về một lần. Cái đi lên trển xong mẹ điện thoại không được, tay điện thoại em hư nữa. Cái khi mà đi buổi chiều, học buổi chiều xong ra cái lên phòng, cái tự nhiên nước mắt mình nó rơi, nhớ nhìn ra ngoài, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm. Em không biết làm sao. Cái bữa đó em mượn điện thoại bạn gọi về mẹ cũng la, mẹ nói là sao con đi con không nói mẹ là con ở trển, con học cuối tuần con về. Rồi mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ nói là mẹ không muốn con giống như là đi ở trển, sợ nhiều thứ nữa. Cái nói là giờ mẹ phải cho con đi để con học, để thực hiện ước mơ của con. Rồi ngày sau cũng vậy giờ, nhưng mà em cố gắng nhiều hơn. Khi mà điện về em kìm không dám khóc nữa. Cái mẹ nhìn thấy cái mẹ khóc, khi em chịu không nổi. Và ngày thứ ba em xin thầy, lên xin thầy nói thầy ơi, thầy cho con ở ngoại trú đi, nhà con có việc, con muốn về nhà. Khi mà về tới nhà thấy ba mẹ ngồi đó lo lắm, điện thoại không được, ba mẹ lo, ôm chồng lại ba mẹ khóc nói mẹ ơi con thương ba mẹ nhiều lắm mà con không biết nói sao.
Qua này là qua năm nay con muốn gửi đến ba mẹ là con cảm ơn ba mẹ, nhờ có ba mẹ nuôi con mới có được ngày hôm nay. Con sẽ cố gắng học thật tốt và sau này con sẽ đền đáp lại công ơn của ba mẹ đã nuôi cho con. Những lời mà Hạnh vừa chia sẻ thì chúng ta thấy như là đây dường như là cha mẹ ruột của Hạnh vậy đó. Thương rất là thương mà còn thương còn hơn nữa. Thì từ khi nào mà Hạnh biết là cái thời khắc nào, cái thời gian nào mà Hạnh biết mình là con nuôi? Dạ khoảng giữa năm học lớp 2, khi mà em đi học về tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ với cái người chủ mà đó mẹ làm ở trên phố nói chuyện với nhau là cái con bé hồi đó cô nhận về nuôi nay nó lớn chưa, nó học tới đâu rồi. Khi mà em nghe giống như là tại cảm xúc lúc đó của em như thế nào? Dạ, em hụt hẫng lắm chị. Em biết là người đó phải là em hay không, rất là lo, em rất là sợ, nhưng mà em thấy là mình phải cố gắng lên, tại vì ba dù là con nuôi mà ba mẹ thương còn hơn là con ruột của ba mẹ nữa, mình không có gì phải buồn, từ đó phải cố gắng rất nhiều lên và thương ba mẹ nhiều. Có thể thấy là chị tin là với một người mà đầy nghị lực như Mỹ Hạnh thì những cái khó khăn mà thử thách trở ngại trong cuộc sống sẽ chỉ có thể làm cho Mỹ Hạnh càng ngày càng trưởng thành hơn để có thể đạt được đến những cái thành công của mình hơn thôi, chứ không thể nào mà khiến cho em gục ngã được. Hơn hết hơn nữa đó là bên cạnh em sẽ còn anh chị, còn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm sẽ luôn luôn đồng hành cùng với em trên con đường đến với tri thức. Cho nên là chị cũng xin được chúc cho Luân và Hạnh sẽ sớm thực hiện được những cái ước mơ hoài bão và trở thành một người có ích cho xã hội nhé. Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị và các bạn tân sinh viên, học bổng tiếp sức đến trường của chúng ta có trị giá là 10 triệu đồng một suất và suất đặc biệt là trị giá 15 triệu đồng một suất cùng với quà tặng cho năm học mới. Tại 11 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thì ban tổ chức còn đặc biệt dành tặng 7 suất trị giá là 15 triệu đồng cho các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng với những nỗ lực vượt khó của các bạn. Trong đó thì có hai nhân vật giao lưu của chúng ta ngày hôm nay, đó là em Mỹ Hạnh và em Minh Luân. Dạ thưa quý vị, trên tay Minh Đức đây đó là hai trong số 7 suất học bổng đặc biệt đó, trị giá là 15 triệu đồng một suất. Và đây, Đức sẽ thay mặt chương trình ha, gửi cho bạn Mỹ Hạnh cùng với đây luôn nhận xem. Bây giờ thì mình mở ra luôn đi, mình mở ra xem ở trong nó như thế nào. Có thể chia sẻ cùng quý vị ở đây cũng như là quý vị đang xem truyền hình luôn. Các em có thể mở cái phần quà của mình ra ngay bây giờ luôn nè, để xem là bên trong như thế nào. Có điều gì bất ngờ đang chờ mình không? Cái gì đây? Hồi hộp quá ha. Giấy xác nhận mở tài khoản mới. Vâng, và đây là một cái thẻ ATM thưa quý vị. Có một sự khác biệt trong cái chương trình học bổng tiếp sức đến trường năm nay, đó là ban tổ chức chúng tôi sẽ không trao tiền mặt cho các em tân sinh viên nữa, mà thay vào đó sẽ là một cái thẻ ATM như thế này, rất là đẹp, có logo của báo Tuổi Trẻ và logo của chương trình học bổng tiếp sức đến trường, như là một món quà kỷ niệm dành tặng cho các bạn tân sinh viên được nhận học bổng trong ngày hôm nay, và đồng thời cũng giúp cho các em có thể quản lý được cái số tiền học bổng của mình một cách hiệu quả, một cách dễ dàng và thuận lợi hơn thưa quý vị. Đây, chị xin được gửi đến em. Tài khoản trị giá là trong đó là 15 triệu 50 ngàn đồng ha. Dạ, thì có thể là dành để cho em quản lý tài khoản của mình. Em Luân nè, Hạnh nè, đi làm thêm thì có thể là tích góp bỏ vào đó để mà giữ tiền mặt trong người để mình quản lý tốt hơn, để dành nữa, đúng không ạ? Rồi, xin được cảm ơn hai em rất là nhiều với những cái chia sẻ, những cái tâm tư nguyện vọng của mình vừa rồi. Và ngày hôm nay thì chương trình cũng sẽ có những cái bó hoa tươi thắm để gửi tặng đến hai em, thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất đến Luân, Hạnh cũng như là toàn thể các bạn tân sinh viên có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Xin mời đại diện ban tổ chức sẽ lên có những bó hoa tươi thắm dành cho những vị khách mời đặc biệt giao lưu của chúng ta. Vâng, trong buổi xin hôm. Được trân trọng kính mời bà Lư Thị Ngọc Anh sẽ phó bí thư tỉnh đoàn Cần Thơ sẽ lên tặng hoa cho hai em nhân vật giao lưu ạ. Xin được trân trọng kính mời bà.
Luân xin ơn bà Lưu Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, và xin chúc cho Luân và Hạnh cũng như là 219 tân sinh viên vừa có học tốt sẽ có những thành tích cao trong học tập. Xin cảm ơn các em, xin cảm ơn Luân, xin cảm ơn Hạnh. Quý vị thân mến, và để hòa vào với niềm vui chung của Mỹ Hạnh, Minh Luân cũng như toàn thể các bạn tân sinh viên được nhận học bổng tiếp sức đến trường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút xíu, quay trở lại với âm nhạc bằng những giai điệu rất là dễ thương trong một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, ca khúc được mang tên Lời Con Hứa. Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thấy vui. Và đó cũng chính là tâm trạng của các bạn tân sinh viên ngày hôm nay. Các bạn đã trưởng thành hơn một chút so với thời học sinh, phải rời xa gia đình để đến với các nơi phố thị học tập. Và với lời hứa khắc ghi làm kim chỉ nam cho mình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua phần biểu diễn của đôi song ca Bảo Anh, Bảo Trâm và nhóm Thiếu Nhi. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Bảo Trâm và Bảo Anh, thưa quý vị.
thưa quý vị và các bạn, học bổng tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã nhận được sự đồng hành của hàng vạn tấm lòng bạn đọc khắp cả nước cùng chung tay góp sức. Nổi bật đó là giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường hết sức nghĩa tình đã tổ chức suốt 11 năm qua. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận có một giải góp nghĩa tình. Ra đời từ năm 2008, giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường cho công ty cổ phần phân bón Bình Điền, VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam, công ty góp Long Thành và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức đã tiếp sức cho hàng ngàn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, tiếp tục thực hiện ước mơ đổi đời, ước mơ có cuộc sống tốt hơn. Với ý nghĩa nhân văn ấy, giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường nhanh chóng lan tỏa, đón nhận sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Tính đến nay, sau 11 lần tổ chức, giải góp nghĩa tình này đã tiếp nhận hơn 57 tỷ đồng do các đơn vị cá nhân và doanh nghiệp đóng góp để trao hơn 7.300 suất học bổng tiếp sức đến trường cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đậu đại học cao đẳng và trao hơn 860 suất học bổng nhất nghệ tinh cho sinh viên học nghề tại 46 tỉnh thành trên cả nước. Tuy giá trị mỗi suất học bổng không lớn, nhưng với nhiều hoàn cảnh đó là cả gia tài, là cơ hội để đổi đời. Qua cái giải góp này thì như chúng tôi thấy là đã cấp học bổng cho hàng ngàn tân sinh viên có những hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn nhưng mà nghị lực vươn lên để đến với giảng đường đại học. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là những cái tấm gương rất là quý, tấm gương rất đáng trân trọng và cũng là những tấm gương mà để cho tất cả các bạn sinh viên khác phải học tập nói theo. Hiểu được ý nghĩa cũng như giá trị mà các phần học bổng này mang lại, nên dù không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh, nhưng vẫn dành một khoản lợi nhuận chia sẻ với cộng đồng, kiên trì đóng góp cho quỹ lần đầu tiên đến nay, không bỏ sót một mùa giải nào. Thậm chí, số tiền đóng góp vào quỹ học bổng ngày càng nhiều hơn. Trong đó phải kể đến công ty cổ phần phân bón Bình Điền, công ty góp Long Thành, công ty Nguyễn Phan Thái Sơn, công ty cổ phần tập đoàn Vinacam, Bình Điền Mekong, Lâm Đồng, Quảng Trị, Ninh Bình và rất nhiều công ty trong lĩnh vực phân bón. Thì cái ấn tượng nhất của tôi đối với lại các cái chương trình đi với các em là thấy được cái nghị lực vươn lên của các em vượt qua gian khó để mà vươn lên tìm con chữ. Từ khắp các bản làng của miền núi Tây Bắc, Việt Bắc cũng như là các đồng bằng sông Cửu Long. Đấy là cái mà ấn tượng đối với lại các cái lớp doanh nhân chúng tôi. 11 năm qua, giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường đã tiếp sức cho hàng ngàn sinh viên khó khăn tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, cũng là đầu tư những tài năng nhân tài cho đất nước. Sau khi tôi tham gia cái chương trình này, tôi thấy nó là rất là nhân văn. Chỉ những em học sinh nghèo, hiếu học xuất phát từ bà con nông dân mà muốn thoát nghèo thì chỉ có đến với tri thức. Mà tôi chọn cái chương trình này là tại vì những em học sinh sẽ sau này thành công ra, sẽ ngược ích cho xã hội và giúp đỡ được rất nhiều người. Ngoài ra, giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường còn lan tỏa, đón nhận sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp nước ngoài mà họ cho rằng đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hơn hết là giúp đỡ các sinh viên nghèo không phải bỏ lỡ ước mơ vào giảng đường đại học. Biết đâu đó, đây là những nhân tài góp sức cho họ mai sau. Một điều hạnh phúc của ban tổ chức lẫn các nhà tài trợ là đã có nhiều sinh viên từng nhận học bổng đã tốt nghiệp, có việc làm ổn định, có nhiều đóng góp cho xã hội và quay trở lại giúp đỡ những sinh viên khác. Cứ như thế, 11 năm qua, giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường không ngừng lan tỏa sứ mệnh đặc biệt đã giúp nhiều bạn trẻ viết nên ước mơ của mình một cách kỳ diệu. Và hành trình này sẽ tiếp tục được nối tiếp bởi những tấm lòng sẻ chia bởi trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp với xã hội. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Phó Ban Tổ chức giải góp gây quỹ tiếp sức đến trường, sẽ có đôi lời phát biểu cùng chương trình. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị lãnh đạo, đại biểu, khách quý, thưa các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo,
và các em học sinh sinh viên thân mến. Thì trước tiên thì thay mặt cho ban tổ chức cũng như là các nhà tài trợ xin chúc mừng tất cả các tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường đại học và cao đẳng của kỳ thi trung học phổ thông vừa qua. Thì thay mặt cho những người làm chương trình này thì chúng tôi trước hết là phải thấy được cái nghị lực của các em. Qua nghị lực của các em đấy, nó cũng tác động rất lớn đến bản thân chúng tôi là những nhà quản lý doanh nghiệp. Nó có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Và tới đây các em đã bước vào giảng đường đại học thì rõ ràng là các em đã viết tiếp những trang mới của cuộc đời của mình. Và chúng tôi muốn chia sẻ thêm là đây là một cái trang phải nói hết sức quan trọng. Khi viết tiếp xong cái trang này thì chúng ta có đủ và chúng ta còn thể tiếp tục viết thêm những trang nữa, nhưng đó là cái hành trang để chúng ta bước vào đời. Và qua câu chuyện này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ các em một vài câu thôi, chia sẻ ngắn gọn như này thôi. Chúng ta đang học ở phổ thông, chúng ta đang học ở quê hương của chúng ta. Khi chúng ta có vào các trường đại học, các trường cao đẳng thì chúng ta về những thành phố lớn, về những trung tâm lớn để chúng ta học tập. Và ở đó thì có rất nhiều bạn ở nhiều cái phương trời trong đất nước Việt Nam mình cùng về học và mang đến nhiều nét văn hóa nó khác nhau. Và rõ ràng thì nó có một cái sự đa dạng hơn. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi cũng muốn khuyên đây là tiếp xúc lên trường một cái bước đầu, và chắc chắn các em sẽ trong quá trình học tập các em có lao động và để kiếm thêm tiền để học tập. Và chúng tôi cũng muốn khuyên các em luôn luôn giữ cái nghị lực của các em, bởi vì ở những thành phố lớn, những cái trung tâm lớn rất có nhiều cái cám dỗ, chúng ta phải nói thẳng lên như thế. Và chúng tôi cũng tin rằng là các em có đủ nghị lực để vượt qua những cái chuyện đấy, và đứng đằng sau các em luôn có gia đình, có những người bà, người mẹ, người cha đang tạo tần để theo dõi từng bước đi của các em và mong muốn các em trưởng thành và sau này là những công dân tốt. Và trong cái cơ chế hội nhập kinh tế quốc tế, rõ ràng các em là lực lượng lao động có trình độ để phục vụ cho phát triển của đất nước sau này. Và chính các em là những con người thay đổi căn bản về cái sự phát triển của đất nước của chúng ta. Thì với cái tư cách là nhà tài trợ, thay mặt cho các nhà tài trợ, các mạnh thường quân ngồi đây, thì cũng mong muốn là các em cố gắng rèn luyện, học tập để sau này chúng ta là những công dân tốt để góp phần xây dựng quê hương đất nước cho và bản thân gia đình cũng như là bản thân của mỗi em ngồi đây, cũng như là có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng và xã hội. Thì chúc các em thành công và chúc quý vị lãnh đạo cũng như là toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Phó Ban Tổ chức giải góp gây quỹ tiếp sức đến trường. Tôi yêu quê hương, yêu tình cây lúa, tôi yêu con sông, yêu dòng nước mát, tôi yêu quê tôi, yêu thời thơ ấu, từ ngày năm nối đến khi bạc đầu. Cơn mưa tươi mùa bội thu, tôi thương cha tôi đêm dài thao thức, mẹ ngồi ru con ước ngao sum vầy. Cho tôi mơ, mơ về quê cũ, mơ đêm trăng thanh nghe chuyện cổ tích. Tôi mơ, tôi mơ, tôi mơ và tôi mơ. Tôi yêu quê hương cánh đồng bạt ngát, tôi yêu mênh mông biển rộng bờ cát, tôi yêu cao nguyên đại ngàn suối hát, tôi yêu quê hương.
cho tôi tìm về tuổi thơ giống như ngày xưa. Tôi yêu quê hương, yêu tình cây lúa, tôi yêu con sông, yêu dòng nước mát. Tôi yêu quê tôi, yêu thời thơ ấu, từ ngày năm nối đến khi bạc đầu. Tôi thương nông phu suốt đời làm lũ, tôi mong cơn mưa tươi mùa bội thu. Tôi thương cha tôi đêm dài thao thức, mẹ ngồi ru con ước ngao sum vầy. Cho tôi mơ, mơ về quê cũ, mơ đêm trăng thanh nghe chuyện cổ tích. Tôi mơ và tôi mơ. Tôi yêu quê hương cánh đồng bạt ngàn, tôi yêu mênh mông biển rộng bờ cát. Tôi yêu cao nguyên đại ngàn suối hát. Tôi yêu quê hương cho tôi tìm về tuổi thơ giống như ngày xưa. Tôi yêu quê hương cánh đồng bạt ngàn, tôi yêu mênh mông biển rộng bờ cát. Tôi yêu cao nguyên đại ngàn suối hát. Tôi yêu quê hương cho tôi tìm về tuổi thơ giống như ngày xưa. Dạ vâng, xin được cảm ơn món quà âm nhạc rất là ý nghĩa và đầy cảm xúc của nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Quốc Việt và ông Lê Quốc Phong vừa gửi tặng đến tất cả chúng ta. Thưa quý vị, xin được giới thiệu thêm đến quý vị, đó là ông Lê Quốc Phong là một trong những người đầu tiên cùng với báo Tuổi Trẻ đã thắp lên ngọn lửa tiếp sức đến trường tại quê nhà của ông, Quảng Trị. Vào năm 2003, em được biết là 27 suất học bổng đầu tiên, đúng không ạ? Dành cho các bạn tân sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Và cũng chính ông Phong là cái người mà đã luôn duy trì giữ vững cái ngọn lửa yêu thương ấy trong suốt một hành trình dài 16 năm vừa qua. Thế thì không biết là cái điều gì đã khiến cho ông gắn bó bền bỉ với chương trình như vậy trong một thời gian dài như vậy ạ? Cái điều mà tôi gắn bó với chương trình này từ đầu cho tới giờ, cả đó xuất phát từ các bạn tân sinh viên. Chính các bạn, nghị lực của các bạn vượt qua rất nhiều cái hoàn cảnh để các bạn đến với giảng đường đại học. Và chính cái điều đó nó lái động cái trái tim tôi, và chính điều đó và tôi gắn bó từ đó cho tới nay và sẽ gắn bó tiếp tục với cái chương trình tiếp sức đến trường này. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì lại tiếp tục đến với các bạn tân sinh viên của năm thứ 16 của chương trình học bổng tiếp sức đến trường. Thì không biết là ông có cái điều gì muốn chia sẻ hay là nhắn nhủ đến các bạn tân sinh viên của chúng ta không ạ? Cái điều đầu tiên muốn nói với các bạn rằng là những người làm chương trình này, các mình thường quân, lúc mà trao cho học bổng cho với các bạn là ngoài cái kinh phí ra, cái lớn nhất là cái tấm lòng, cái niềm tin của chúng tôi đặt vào các bạn và mong các bạn luôn luôn trưởng thành. Và trong thực tế cũng có nhiều bạn đã rất trưởng thành, và cái điều này tôi mong muốn cho tất cả các bạn ở đây và tất cả những bạn mà được nhận học bổng là cố gắng vượt qua tất cả. Mình đã vượt qua rồi, bây giờ vượt qua, tiếp tục vượt qua để mình luôn luôn trưởng thành và hướng tới cái thế hệ sau này, thế hệ tương lai. Dạ vâng, rất cảm ơn những lời chia sẻ chân thành vừa rồi của ông Lê Quốc Phong. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là chương trình học bổng tiếp sức đến trường cũng sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, sự đồng hành và hỗ trợ từ ông Lê Quốc Phong cũng như là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong những năm tiếp theo ạ. Xin được cảm ơn ông một lần nữa. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị.
Thưa quý vị, và với 16 năm tiếp sức ươm mầm tài năng cho thế hệ trẻ thì đến nay chương trình đã có rất nhiều quả ngọt trưởng thành, có nghề nghiệp, có công việc làm ổn định. Nhiều bạn đang tiếp tục hoàn thành chương trình đại học, thay đổi cuộc sống của mình. Và sau đây, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của hai trong số hàng ngàn bạn trẻ đã được tiếp sức ngày nào từ chương trình học bổng tiếp sức đến trường. Trong ký ức của cô kỹ sư hóa Trần Thị Kim Mân, học bổng tiếp sức đến trường mà cô nhận được năm 2010 như một bước ngoặt cuộc đời. Cái học bổng tiếp sức đến trường là một món quà vô cùng lớn thời điểm đó đối với mình. Tại vì thời điểm đó trong nhà gần như không có tiền đâu, không có tiền. Thì nó sẽ là một cái bước đệm để cho mình tiếp tục học kỳ 2. Thì thời điểm đó là mình cứ nghĩ là bước qua được năm nào hay năm nấy thôi. Nghèo vật chất nhưng giàu ở tấm lòng. Nhận được học bổng, Mân đã chia sẻ ngay một phần số tiền nhận được cho người bạn thân cũng vừa đầu đại học, vì biết được hoàn cảnh của bạn cũng khó khăn như mình. Từ năm nhất, cô sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã vất vả trải qua mọi công việc, từ làm gia sư, bán hàng cho đến phục vụ quán ăn, để trang trải việc học. Ra trường với tấm bằng kỹ sư hóa học, Mân đã tìm được công việc mà chị thật sự yêu thích và có điều kiện chăm lo cho người em trai. Giờ cũng đã ra trường và có việc làm ổn định. Câu chuyện vượt khó của Mân khiến nhiều người nể phục. Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với bác sĩ Nguyễn Thanh Hoàng tại Bệnh viện Di đồng Cần Thơ, nơi anh đang làm việc, là lòng yêu nghề và tận tâm với công việc, với bệnh nhân. Trở thành bác sĩ là điều không hề dễ dàng với Hoàng. Năm 2010, anh thi đậu vào trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Khi ấy, mẹ anh đang làm công nhân thủy sản, cha thì bốc vác cho nhà máy xay sát gần nhà. Suất học bổng 5 triệu đồng đã giúp Hoàng trang trải học phí năm đầu và thuê nhà trọ. Những năm sau đó, anh đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Ra trường, Hoàng xin việc làm không nhận lương tại Bệnh viện Di đồng Cần Thơ bởi anh yêu thích công việc bác sĩ nhi khoa ngay ngày còn đi học. Trong môi trường này, Hoàng không nề hà công việc, miệt mài tìm tòi học hỏi từ các bậc đàn anh đi trước, luôn tận tâm với các bệnh nhi. Sau đó anh thi đậu công chức và chính thức trở thành bác sĩ tại bệnh viện. Đối với các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vẫn cứ biết tiếp tục trên con đường mình chọn, có đam mê sẽ vượt qua. Hãy phấn đấu hết mình, rồi mọi việc sẽ tốt hơn. Đó có lẽ cũng là điều mà nhiều sinh viên từng có hoàn cảnh khó khăn, giờ đang vững bước trên con đường lập thân lập nghiệp, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội, muốn gửi đến các tân sinh viên hôm nay. Kính thưa quý vị, được mở đầu tại tỉnh Quảng Nam từ ngày 25 tháng 8 đến nay, chương trình học bổng tiếp sức mùa thi tiếp sức đến trường năm 2018 đã trao cho 1.147 tân sinh viên của các tỉnh khu vực miền Trung, miền Bắc và đồng bằng sông Cửu Long với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Sau lễ trao học bổng hôm nay thì chương trình sẽ còn tiếp tục đến với hơn 300 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực là Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, và tiếp theo sau đây sẽ là phần tuyên dương trao học bổng tiếp sức đến trường cho các bạn tân sinh viên 11 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Xin được trân trọng kính mời 4 vị đại biểu sau đây cùng lên trao giấy chứng nhận học bổng và quà cho các bạn tân sinh viên đợt 1 đến từ An Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Hoàng Mến, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Cần Thơ. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Quốc Phong, trưởng ban tổ chức giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường. Xin được trân trọng kính mời nhà báo Bùi Thanh, tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Gửi niềm yêu dấu
về với. Và sau đây xin được mời các em sinh viên có tên nhanh chóng bước lên sân khấu. Xin mời em Phan Quốc Trung của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tại trường Đại học An Giang, xin mời em Nguyễn Thị Kim Chi. Đại học Cần Thơ, em Nguyễn Văn Sinh. Đại học An Giang, xin mời em Nguyễn Trần Thúy Vi, em Lê An Dũng Hải, em Nguyễn Thị Thùy em Nguyễn Thị Ngọc Ngân, em Nguyễn Hoàng Tuấn, em Nguyễn Đình Thi. Xin mời em Nguyễn Thị Bích, trường học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời em Lê Hà Phương, trường học An Giang. Xin mời em Nguyễn Minh Châu, trường học Cần Thơ. Xin mời em Mai Thị Phương Trang, trường học An Giang. Xin mời em Phan Ngọc Mỹ Thanh, trường học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời em Nguyễn Văn Quý, trường học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời em Nguyễn Thị Thu Cúc, trường học Tôn Đức Thắng. Xin mời em Võ Thị Kim Cúc, trường Đại học Cần Thơ. Xin mời em Nguyễn Lâm Thanh Ngân, trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mời em Lý Văn Thiện, trường Đại học Cần Thơ. Mời em Dương Văn Sử, trường Đại học Cần Thơ. Em Trần Trúc Nhi, trường Đại học Bạc Liêu. Em Nguyễn Dương Vân Anh, trường Đại học Cần Thơ. Em Nguyễn Trung Hiền, trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu. Em Lê Thị Trúc Thảo, trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Em Danh Thị Mộng Trinh, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Em Lâm Phất Lợi, trường Đại học Cần Thơ. Em Dương Thị Bích, trường Đại học Cần Thơ. Em Dương Bắc Đông, trường Đại học Sài Gòn. Em Lê Khánh Nhân, trường Đại học Cần Thơ. Em Đặng Thành Đạt, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Em Châu Hoàng Khiêm, trường Đại học Cần Thơ. Em Nguyễn Phi Đỉnh, trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Em Châu Thị Bích, trường Cao đẳng Quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh. Em Nguyễn Diễm Sương, trường Cao đẳng Y tế Bình Dương. Các em sinh viên tỉnh Cà Mau, xin mời em Nguyễn Phú Dương, trường Cao đẳng Nghệ Cần Thơ. Xin mời em Nguyễn Thị Như Ý, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Em Nguyễn Hùng Cường, trường Đại học Cần Thơ. Em Trần Thảo Minh, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Em Nguyễn Cẩm Thúy, trường Đại học Cần Thơ. Em Nguyễn Văn Nhi, trường Đại học Văn Lang. Em Trần Thị Thảo Trang, trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em Võ Vĩ Khang, trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em Nguyễn Hồng Diệu, trường Đại học Cần Thơ. Em Lê Anh Thư, trường Đại học Văn Hiến. Em Trương Thị Nguyễn Nghi, trường Đại học Đồng Tháp. Em Phạm Lê Quỳnh Như, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Em Phan Chí Nguyện, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Em Nguyễn Minh Nhật, trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em Mai Chiêu Linh, trường Đại học Cần Thơ. Em Mai Thanh Toàn, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Em Bùi Hồng Nhung, trường Đại học Cần Thơ. Em Nguyễn Kiều Tiên, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Em Quỳnh Kim Thoa, trường Đại học Cần Thơ. Em Nguyễn Kiều My, trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Em Lý Quế Minh, trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị và các bạn tân sinh viên chúng ta được nhận học bổng ngày hôm nay có thể gắn kết với gia đình vì ngày mai phát triển qua mail, vì ngày mai phát triển avongtuitre.com.vn hoặc hãy trở thành thành viên của trang fanpage Tiếp sức đến trường tại địa chỉ www.facebook.com/tiếp sức đến trường để có thể nhận được thông tin về các chương trình hỗ trợ khác của báo Tuổi Trẻ trong suốt quá trình học tập. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và xin được kính mời quý vị đại biểu chúng ta sẽ cùng đứng vào hàng phía sau với các bạn tân sinh viên để chụp tấm ảnh lưu niệm ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn tân sinh viên được nhận học bổng Tiếp sức đến trường ngày hôm nay đợt đầu tiên. Xin được cảm ơn quý vị đại biểu rất nhiều. Và tiếp theo chương trình sẽ là đợt tuyên dương và trao học bổng thứ hai gồm các bạn tân sinh viên vượt khó đến từ tỉnh Đồng Tháp và Hậu Giang. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu 4 vị đại biểu sau đây để cùng trao giấy chứng nhận và phần học bổng cho các bạn tân sinh viên đợt 2. Xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trung Tín, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ. Xin được trân trọng kính mời bà Phạm Thị Thùy Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang. Xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Xin được trân trọng kính mời ông Hồ Minh Phúc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nguyễn Phan.
và xin mời các em ta sinh viên có tên nhanh chóng bước lên sân khấu. Xin mời các bạn ta sinh viên của tỉnh Đồng Tháp, xin mời em Đặng Thị Mỹ Tiên, trường Đại học Đồng Tháp, em Nguyễn Đức An, trường Đại học Xây dựng Miền Tây, em Nguyễn Văn Tiến, trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, em Trần Thị Quỳnh Anh, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, em Trần Giảng Anh, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, em Đỗ Nguyễn Mai Duyên, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, em Nguyễn Thị Nguyên Anh, trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, em Lê Tấn Sang, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, em Dương Nguyễn Hoài Sơn, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, em Đặng Như Hằng, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, em Nguyễn Hữu Tài, trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, em Phan Thị Hoàng Châu, trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, em Nguyễn Văn Bảo, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, em Nguyễn Thị Bích Chi, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, em Đào Kim Ngân, trường Đại học Cần Thơ, em Nguyễn Thị Ngọc Hân, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, em Bùi Chí Công, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, em Nguyễn Tuấn Anh, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, em Phan Thị Ngọc Trâm, trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, em Nguyễn Phương Tính, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, em Phan Thành Lợi, trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn, em Nguyễn Thị Phương Lam, trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, em Bùi Thanh Tiễn, trường Đại học Nam Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi buổi lễ trao học bổng tiếp sức đến trường. Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn Cần Thơ, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp tổ chức. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là các bạn tân sinh viên có tên Trần Thị Phương Hà, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Phạm Hoàng Diệu, trường Đại học Cần Thơ, bạn Sơn Thị Nhi, trường Đại học Cần Thơ, bạn Cao Thị Thanh Ngân, trường Đại học Cần Thơ, bạn Thái Văn Nhân, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, bạn Nguyễn Ngọc Kim Thoa, trường Đại học Cần Thơ, bạn Nguyễn Hữu Phúc, trường Đại học Cần Thơ, bạn Nguyễn Ngọc Trân, trường Đại học Cần Thơ, bạn Võ Lê Mỹ Hạnh, trường Đại học Nam Cần Thơ, bạn Nguyễn Phú Hữu, trường Đại học Cần Thơ, bạn Huỳnh Văn Vui, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, bạn Trần Hữu Nhân, trường Đại học Cần Thơ, bạn Nguyễn Duy Tân, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, bạn Bùi Thị Ý Nhi, trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, bạn Hà Nguyễn Như Thu, trường Đại học Cần Thơ, bạn Thạch Thị Trúc Ly, trường Đại học Cần Thơ, bạn Nguyễn Hoàng Lượng, trường Đại học Dầu khí Việt Nam, bạn Lê Thị Kim Ngân, trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Xin kính mời quý vị đại biểu sẽ chụp những tấm ảnh lưu niệm cùng với các bạn tân sinh viên ạ. Chúng ta hãy cùng cười thật tươi nào, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ và đầy ý nghĩa ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Và tiếp theo chương trình sẽ là một ca khúc với giai điệu rất trẻ trung của tác giả Khắc Hưng, ca khúc Đừng Ngại Ngùng có phần trình diễn của ca sĩ Tuấn Phương và vũ đoàn Lily. Một tràng vỗ tay để chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Tuấn Phương và vũ đoàn Lily, thưa quý vị. Trong ánh mắt những buồn phiền chẳng một ai hay. Sao hôm nay tôi muốn vứt hết từng ngày dài đầy lo lắng. Từ sau con tim bao tiếng ngắt vẫn chờ một ngày được nghe thấy. Thoát ra đi thôi, bước đi theo tôi. Ta hãy cháy lên nào, đừng ngại ngùng. Hãy vui lên đi, sao cứ mãi u buồn. Đừng ngại ngùng, hãy đi theo tôi, theo những bước chân thường rơi, thường rơi. Chẳng cần đúng hay sai, bước lên nào. Đừng ngại ngùng, nắm tay bên nhau, ta vui hết đêm dài. Sao hôm nay tôi thấy những bóng hình dài mệt mỏi lạc lõng. Từ nơi xa xăm trong ánh mắt những buồn phiền chẳng một ai hay. Sao hôm nay tôi muốn vứt hết từng ngày dài đầy lo lắng. Từ sau con tim bao tiếng ngắt vẫn chờ một ngày được nghe thấy.
đừng ngại ngùng, hãy đi theo tôi, theo những bước chân thật dài, thật dài. Chẳng cần đúng hay sai, bước lên nào, đừng ngại ngùng, nắm tay bên nhau, ta vui hết đêm dài. Hãy vui lên đi, sao cứ mãi u buồn, đừng ngại ngùng, hãy đi theo tôi, theo những bước chân từ giờ ai, chẳng cần đúng hay sai, bước lên nào, đừng ngại ngùng, nắm tay bên nhau, ta vui hết đêm dài, nắm tay bên nhau, ta vui hết đêm dài, đừng ngại ngùng. Cảm ơn ca sĩ Tuấn Phương và vũ đoàn Lily. Và tiếp theo chương trình sẽ là đợt trao học bổng thứ ba dành cho các bạn tân sinh viên vượt khó đến từ Kiên Giang, Long An và tỉnh Sóc Trăng. Xin trân trọng kính mời bốn vị đại biểu sau đây sẽ lên trao giấy chứng nhận học bổng và quà cho các bạn tân sinh viên. Xin được trân trọng kính mời bà Võ Kim Truyền, bí thư tỉnh đoàn Sóc Trăng. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Trung Kiên, phó bí thư tỉnh đoàn Kiên Giang. Xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Thanh Dũng, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Vinacam. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Vũ, giám đốc công ty du lịch Hương Nam Việt. Cho em trong ngày em đến trường, gửi bao yêu thương theo về. Xin mời các em sinh viên, em Cao Bích Tuyền, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, em Quỳnh Thị Ánh Ngọc, trường Đại học Trà Vinh, em Thạch Mỹ Chi, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, em Bằng Cẩm Tú đến từ trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, em Bùi Nguyên Hảo, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, em Hồng Văn Mạnh, trường Đại học Kiên Giang, em Quỳnh Thị Anh Thư, trường Đại học Cần Thơ, em Đoàn Thị Kim Xuyến, trường Đại học Đồng Tháp, em Nguyễn Hoài Nhân, trường Đại học Cần Thơ, em Trần Hương Giang, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, em Lê Thúy An, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, em Nguyễn Thị Kim Anh, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, em Quỳnh Thị Kim Nhung, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, em Lê Văn Cụi, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, em Trần Thị Yến Nhi, trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, em Trương Đặng Anh Nhân, trường Đại học Kiên Giang. Kính thưa quý vị, mỗi suất học bổng chúng ta trị giá 10 triệu đồng và với trường hợp đặc biệt là 15 triệu đồng. Kinh phí được trích từ giải góp gây quỹ học bổng tiếp sức đến trường do công ty cổ phần phân bón Bình Điền, VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam, công ty Góp Long Thành và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức. Tiếp theo là các bạn tân sinh viên Nguyễn Thị Bích Hiền, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Bùi Phụng Nguyên, trường Đại học Tài chính Marketing, bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trần Quý Tịnh, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, bạn Hồ Kim Thoại, trường Đại học Bình Dương, bạn Nguyễn Thị Ngọc Huyền, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Thanh Phương, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Thị Vi Hạ, Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Lăng Kim Lâm, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Lê Nguyễn Phương Trinh, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Lê Thị Phương Hồng, trường Đại học Thủ Dầu Một, bạn Nguyễn Minh Tân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Thị Hồng Ngọc, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Lê Nhật Loan, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Như Thủy Tiên, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Mai Việt Hân, trường Đại học Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Ngô Thị Mỹ Quyền, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Bùi Thị Yến Ngọc, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Lê Hồng Đào, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Phan Văn Quy, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng,
bạn Quỳnh Thị Yến Như, trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Cổ Tây Phong, trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, bạn Nguyễn Tuyết Nhã, trường Đại học Tôn Đức Thắng, bạn Võ Nguyễn Hồng Ngọc, trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Gửi bao yêu thương theo về nơi giảng đường, gửi niềm yêu dấu về với quê hương. Vâng, xin được trân trọng kính mời bốn vị đại biểu sẽ cùng chụp ảnh lưu niệm với các bạn tân sinh viên vừa được nhận học bổng từ chương trình Tiếp Sức đến trường ngày hôm nay ạ. Xin được chúc mừng các bạn tân sinh viên và kính mời quý vị đại biểu cùng trở về chỗ ngồi để tiếp tục đến với đợt trao học bổng thứ tư trong ngày hôm nay. Và đợt trao học bổng tiếp theo sẽ dành cho các bạn tân sinh viên vừa khó đến từ Cần Thơ, Trà Vinh và Vĩnh Long. Xin được trân trọng kính mời bốn vị đại biểu sau đây sẽ lên sân khấu để trao giấy chứng nhận và quà cho các bạn tân sinh viên. Xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ. Xin được trân trọng kính mời nhà báo Hoàng Trí Dũng, trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ khu vực Tây Nam Bộ. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Thuộc, giám đốc công ty Nguyên Ngọc. Xin được trân trọng kính mời ông Lâm Tuấn Minh, trưởng vùng miền Tây công ty Nestle Việt Nam. Xin mời các bạn sinh viên có tên. Xin mời bạn Phạm Quang Đông, trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Cần Thơ. Xin mời em Tiêu Ngọc Tươi, em Lê Nguyễn Thúy, em Võ Ngọc Ngân, trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời em Nguyễn Thị Kim Ngọc, em Phan Thu Thủy, trường Đại học Cần Thơ, em Cao Tuấn Tèo, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, em Thái Minh Anh, trường Đại học Cần Thơ, em Vũ Quang Minh Thiện, trường Đại học Cần Thơ, em Phạm Thị Mỹ Phương, Đại học Cần Thơ, em Trần Minh Luân, trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Cần Thơ xin mời em Nguyễn Khả Trân, em Phạm Phú Vinh, em Nguyễn Thanh Nhân, em Nguyễn Thị Như Thùy, em Hồ Tuyết Ngân, em Trần Thanh Phong. Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh xin mời em Nguyễn Hoàng Khanh. Trường Đại học Cần Thơ xin mời em Võ Thành Duy. Tiếp theo xin mời bạn Trần Thị Ngọc Đăng, trường Đại học Trà Vinh, bạn Ngô Thị Thảo Phi, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Lê Minh Diện, trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, trường Đại học Trà Vinh, bạn Trần Lê Dung Nhi, trường Đại học Trà Vinh, bạn Trần Công Chánh, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Phan Thanh An, trường Đại học Cần Thơ, bạn Lê Duy Linh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Hà Thị Diệu Hiền, trường Đại học Trà Vinh, bạn Nguyễn Thanh Hằng, trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Thị Diễm Trinh, trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn, bạn Nguyễn Lục Khánh Lam, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, bạn Lê Tuấn Vinh, trường Đại học Nam Cần Thơ, bạn Võ Thành Cao Nhân, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Thị Tú My, trường Đại học Cần Thơ, bạn Nguyễn Thị Thu Hương, trường Đại học Cần Thơ, bạn Trương Thị Bé Dung, trường Đại học Trà Vinh, bạn Dương Phát Trà, trường Đại học Trà Vinh, bạn Bùi Văn Tấn, trường Cao đẳng Hàng hải 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, các bạn tân sinh viên nhà học bổng hôm nay có thể gắn kết với gia đình vì ngày mai phát triển qua mail vì ngày mai phát triển a@tuoitre.com.vn hoặc hãy trở thành thành viên của trang fanpage Tiếp Sức Đến Trường tại địa chỉ www.facebook.com/tiếp sức đến trường để có thể nhận được thông tin về các chương trình hỗ trợ khác của báo Tuổi Trẻ trong suốt quá trình học tập. Xin kính mời quý vị đại biểu sẽ cùng chụp ảnh lưu niệm với các bạn tân sinh viên ngày hôm nay. Một lần nữa mời quý vị chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các bạn tân sinh viên. Xin được chân thành cảm ơn quý vị đại biểu.
Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là một chân trời mới, một khung trời đại học đang đón chào các bạn tân sinh viên với nhiều khát khao, mở ra một trang sách mới, nhiều màu sắc tươi sáng cho cuộc đời mình. Bích Ngân xin trân trọng kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tên Khát vọng sinh viên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với phần trình diễn của nhóm Phi Music và vũ đoàn Lily. Chúng ta đều từ phương xa nay về dưới một mái nhà, mong ngày sau sẽ nở hoa nhịp ánh mặt trời. Những con đường rộng thênh thang đang chờ khắc ghi tên mình cho một tương lai thành công. Sẽ phải gặp nhiều gian nan với cuộc sống đâu dễ dàng, không dành cho ai thở than, hãy tin chính mình. Luôn nghĩ về mẹ cha đang chờ ngóng nơi quê nhà, luôn dành cho ta niềm tin. Sao sẽ nở hoa như ánh mặt trời. Con đường dọc thênh thang đang chờ khắc ghi tên mình cho một tương lai thành công. Sẽ phải gặp nhiều gian nan với cuộc sống đâu dễ dàng, không dành cho ai thở than, hãy tin chính mình. Luôn nghĩ về mẹ cha đang chờ ngóng nơi quê nhà, luôn dành cho ta niềm tin. Buổi lễ tuyên dương trao học bổng tiếp sức đến trường và giao lưu nghệ thuật mang tên Nghĩa tình phương Nam sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các cơ quan, các đơn vị, các mạnh thường quân đã đồng hành cùng chương trình lễ tuyên dương và trao học bổng tiếp sức đến trường ngày hôm nay. Cảm ơn các vị khách quý đã đến chia sẻ và tham dự chung vui với chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.